chờ đón tại khu vực thảm đỏ sẽ xuất hiện của dàn đất hai ngày một đêm. Hiếu thứ hai, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Và ngày hôm nay, dàn cá số 2 ngày 1 đêm đã dành lại những hôm đến đây ủng hộ cho trẻ ẩn danh. Hy vọng rằng đây sẽ là một điều tuyệt vời để một điều chúng ta đến gần hơn với khán giả, với công chúng. Xin chúc mừng. Cũng muốn được nhờ anh Trường Giang. Anh Trường Giang thân mến, cái lúc này thì em cũng muốn nhờ anh Trường Giang sẽ gửi một lời chúc đến với ekip của Nhà Hướng Danh. Thì hôm nay thì biết là mọi người cũng đã dành thời gian đến đây để chúc mừng cho bộ phim ạ. Một lời chúc đến phim của mình, xin mời anh Giang ạ. Thưa quý vị thân mến, đầu tiên là cảm ơn tất cả quý vị, những con người đã có mặt ở đây để ủng hộ cho Kẻ Ăn Danh và chúc cho bộ phim của mình cũng như các chị em trong đoàn làm phim sẽ thật nhiều sức khỏe và sẽ có một doanh thu to nhất năm nay, và chúc tất cả mọi người hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Trường Giang đã đại diện cho dàn cast và anh cả. Nhưng mà lúc này thì Quang Huy có thấy các bạn khán giả có hỏi thêm một ý nữa, muốn hỏi anh Lê Dương Bảo Lâm mà. Dạ, em qua chỗ anh cho gần nhé. Dạ, em xin phép. Anh Lâm thân mến, hồi nãy thì em có nghe mọi người nói rằng là trong một cái buổi reaction gần đây thì anh Lê Dương Bảo Lâm nói rằng anh rất là muốn đóng cái vai của Vân Trang trong phim này. Dạ, cùng với lại Kiều Minh Tuấn. Thì hôm nay không biết là đến đây với buổi premiere, buổi công chiếu này thì ý định của anh nó đang được triển khai như thế nào rồi ạ? Xin mời Lê Dương Bảo Lâm. Thì trong dàn cá thì Lâm thấy cái vai hợp cho Lâm nhất là của chị Vân Trang. Thì Lâm hy vọng là nếu mà có mùa 2, biết kia một mùa 2, cái gì có lẽ gì ạ? Phần 2 thì xin mong đạo diễn hãy cho là một cơ hội để cắt vai chị Vân Trang. Bởi vì không, chị Vân Trang có thể đóng là mẹ của em. Đúng rồi. Tại vì trong thời gian mà Lâm kết hợp với anh Kiều Minh Tuấn thì đây là cái cặp sóng thần, cũng như là ủa chị hả? Đúng không chị? Không có đâu, em thấy là chị cũng ok la. Nhưng mà thật sự là nhà chị cũng phải cho thì em có cơ hội chứ. Sao nãy giọng em khác mà, hồi nãy giọng em mạnh nhỉ? Trời ơi, chơi tôi vậy? Vô tình chị Vân Trang đứng gần đây thì em không hề biết luôn. Dạ. Anh có tiếng ý của nãy không hay là mình nói khác? Không. Lắm dây tháng đi, không lắm dây gì Vân Trang được. Một tuyến mụ gì cũng được. Hỗ trợ anh em to cho anh em trong nghề mà kiếm cơm với nhau mà không ăn mà dịch vậy. Ai mà được như vậy? Học lại môn đạo đức và hạ tinh vào là lực nhân quả. Không.
Và tiếp theo hãy cùng từ đó sẽ xuất hiện của diễn viên Lâm Thanh Mỹ.
cả quý vị với sự đầu tư tập luyện rất kỹ lưỡng với các ban hành động. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy Mỹ Nam Quốc Trường quyết tâm trở thành kẻ thù ác phản diện nhất màn ảnh rộng, và siêu lầy Mai Văn Khoa cũng đã quay trở lại màn ảnh rộng với tạo hình bố mặt cuộc chiến. Chắc chắn rằng sự kết hợp này sẽ đem đến những dấu ấn và những điều vô cùng tuyệt vời cùng với các giáo viên khi chúng ta đã gặp ủng hộ kẻ ấn nhân. Một lần nữa thì một tràng pháo tay thật lớn dành cho kẻ ấn nhân. Và cái lúc này để tăng thêm sự thú vị cho sân khấu, chúng ta hãy cùng dùng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của dàn diễn viên cũng như là đạo diễn của kẻ ấn nhân. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của diễn viên Kiều Minh Tuấn, diễn viên Quốc Trường, chào đón diễn viên Mạc Văn Khoa, Tình Phương Trang. Tiếp theo hãy cùng chào đón sự xuất hiện của diễn I like to thank Mr. Đức Phạm, Mr. Peter Dũng, Mr. Vincent Yen, and Mr. Nguyễn Hoàng Hải at B Pictures for your support, patient and guidance. I would like to also thank you the cast and crew that worked tirelessly in this production. It was a very hard shoot and they put everything into it, so thank you very much. Trần Trung Lĩnh, Joseph Pazeski, and the action director, Kathy Samuel. I would like a sincere thank you to a fantastic producer, Lan Anh Nguyen. Without her work and dedication, this film would not be made like this. Thank you very much. This is my first film. I left Vietnam since I was very little, and this film is my thank you for the opportunity to come back here and work in the film industry. Hey, và lúc này thì chắc là con Huy cũng xin phép được hỏi một vài câu hỏi đến với dàn cast của chúng ta ngay lúc này ở trên sân khấu. Mọi người cũng đang rất là chờ đợi. Anh Kiều Minh Tuấn thân mến, dạ. Và như lúc nãy thì mọi người cũng biết rằng là với vai diễn lần này, đây là một vai diễn có thể nói rằng có rất nhiều những pha hành động nặng đô. Và mọi người cũng biết rằng là anh đã phải tập luyện và cũng đã dày công tập luyện rất là nhiều. Thì không biết là cái quá trình tập luyện đó của anh như thế nào và có điều gì đáng nhớ anh Tuấn có thể chia sẻ với tất cả mọi người ạ? Kim Minh Tuấn xin kính chào và cảm ơn mọi người đã đến đây để mà dự cái lễ ra mắt phim Kẻ Ẩn Danh. Xin cảm ơn. Thật sự ra cái này nó cũng không có gì phải nói đến, tại vì cái này là cái công việc nó đáp ứng cho cái nhân vật đó. Thì ví dụ như nhân vật muốn giảm cân thì mình phải giảm cân, muốn tập võ thì mình phải bỏ thời gian ra tập võ. Anh nghĩ cái này nó cũng thấy nó cũng bình thường với anh và cũng khá với mọi người, cho nên là thời gian thì thời gian qua là hai tháng. Anh Tuấn thì cũng không chia sẻ gì thêm nhiều, nhưng mà hy vọng là tất cả quý vị khi mà chúng ta vào rạp xem phim thì quý vị sẽ thấy rằng là cái sự chuẩn bị của anh Tuấn là kỳ công như thế nào. Dĩ nhiên đó là yếu tố về công việc thôi, nhưng mà cái sự mà mình đặt tâm huyết vào đó như thế nào thì đó mới là điều mà chúng ta đáng phải nói đến trong tác phẩm điện ảnh lần này. Đúng rồi, khi mà làm là phải cố gắng làm tốt nhất có thể, làm hay nhất có thể, làm hết sức mình, làm khi nào mà không còn thể nào mà mình còn cái sức để mình làm nữa thì thôi. Dạ, xin cảm ơn Kiều Minh Tuấn mình chia sẻ vừa rồi. Mọi người vỗ tay thêm cho anh Tuấn được không ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Còn anh Quốc Trường ạ, xin mời anh Quốc Trường chia sẻ đôi nét về vai diễn lần này của mình và cái sự đối trọng trong tác phẩm điện ảnh này cùng với Kiều Minh Tuấn ra sao. Xin mời anh Trường. Thật ra trong phim này thì Trường có một vai chắc đối nghịch với anh Tuấn, cũng tập võ nhiều
cũng giống như anh cũng không có gì phải nói. Nhưng mà thật ra là đây là phim đầu tiên Trường tham gia một bộ phim hành động. Phản diện đóng nhiều rồi, gần như là Donnie đóng dài á, như cái mặt mình là mặt ác hay sao mà gần như ai cũng mời phản diện. Không biết ông ngoài đời cái mặt có ác luôn không? Giống như anh Tuấn và mọi người, Trường được tập võ rất là lâu, mấy tháng với Cascader, nhưng mà chỉ để đầu tư cho một cảnh đánh thôi, chỉ một cảnh đánh một duy nhất cuối phim. Và thật ra cái vai diễn của Trường trong phim này nó không có nhiều đâu nha mọi người ơi, nó cũng xuất hiện ít thôi, trùm cuối cho nên chắc xuất hiện cuối và cũng ít, có anh Tuấn nói nhiều thôi. Và hy vọng là bộ phim sẽ đem đến cho khán giả những cái màn võ thuật hoặc là mãn nhãn. Trường thì trên Trường quay á, Trường có quan sát thì Trường rất là tự tin cho bộ phim này là có những cái cảnh đánh rất là đẹp, không biết là về dựng phim như thế nào rồi, mà Trường rất là tin bộ phim này sẽ được khán giả đón nhận sau những bộ phim hành động của Việt Nam mình. Cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn anh Quốc Trường ạ. Còn với anh Mạc Văn Khoa ạ, lần này vào vai của mình với tạo hình có phần máu mặt như vậy thì nó có làm khó anh Khoa không ạ? Tại vì mọi người cũng đã quen với anh Khoa với hình ảnh là những vai diễn hài mang lại tiếng cười cho tất cả quý vị khán giả. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho Khoa xin được gửi tới tất cả các bác, anh chị cùng toàn thể các bạn, anh chị em đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào nồng thắm nhất ạ. Dạ vâng, thì đối với bản thân Khoa thì mỗi một vai diễn, dù là một phân đoạn, năm phân đoạn, dù là vai diễn thứ, vai diễn chính, thì mình sẽ cố gắng làm nào mình cố gắng hết sức, hết khả năng của mình để mà hoàn thành một vai diễn thật là tốt. Còn với cái bộ phim này thì đây là một vai diễn thì cũng không phải là gì đó mà nó quá kinh khủng đối với Khoa. Bản thân Khoa cố gắng thì cũng vượt qua được. Và đây là một cái bộ phim là kỷ niệm lần đầu tiên được đóng chung với là anh Kiều Minh Tuấn, một người anh mà Khoa rất là ngưỡng mộ trong những cái vai diễn điện ảnh của anh Tuấn. Và thật sự là khi tham gia phim này thì mình học hỏi được từ anh Tuấn rất là nhiều ạ. Anh Tuấn bề ngoài thì có thể là rất là cười nói này kia, nhưng mà khi lên phim anh rất là lạnh lùng. Nói chung là một ngày là không nói câu nào hết, anh ấy sống trong nhân vật của mình. Thì mỗi một nhân vật trong phim sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau. Nhưng mà em mong rằng là bản thân em sẽ là một vệ tinh thật là tốt để mà giúp anh Tuấn tỏa sáng nhất trong cái vai diễn của mình ạ. Wow, một đồng bắt đầu lấy hình cho anh Mạc Văn Khoa ạ. Dạ. Còn với chị Vân Trang ạ, em có đọc được thông tin đó là mọi người nói là chị nhận vai trong Kẻ Ẩn Danh là bởi vì người bạn thân Kiều Minh Tuấn của mình, nhưng mà lại là vai diễn bị đánh nhiều nhất. Chị Trang có thể chia sẻ thêm về quyết định lần này của mình như thế nào ạ? Dạ. Dạ, lần đầu tiên thì cho Vân Trang xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nghệ sĩ, các anh chị báo chí cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Dạ, thật ra thì đúng là Trang nhận bộ phim này với hai lý do. Đầu tiên chắc có lẽ là vì anh Kiều Minh Tuấn. Cái thứ hai là chắc chắn là anh đạo diễn rồi, là anh Dần. Kỷ niệm với anh Kiều Minh Tuấn là tại vì hai anh em có thể gọi là huynh đệ, không huynh muội chứ, dạ em huynh muội, dạ hai anh em là huynh muội, đồng môn, có nghĩa là cùng thầy học, cùng thầy, tụi em quen biết nhau cũng đã được 15-16 năm rồi, và rất là hy vọng là có một cái dịp nào đó mình sẽ cùng cộng tác với anh, cũng như là tất cả các anh chị em mà mình đã từng học chung trong một lớp. Bởi vì cái tình cảm như em nói đó, cái tình cảm anh em thở hàng vi nó kinh khủng lắm, nó là cái điều gì đó mà mình rất là trân trọng. Mình nghĩ là mình sẽ đi cùng với các anh thì các anh sẽ bảo vệ, che chở và bảo bọc cho mình. Tuy nhiên thì đi với bộ phim này thì bị đánh quá trời luôn, mà anh Tuấn không có bảo vệ được gì hết, cuối cùng là chết luôn đó. Thì không biết là có nên làm phim chung với anh Tuấn lần sau nữa hay không. Em nói đùa thôi ạ. Và cái thứ hai là em rất là quý anh Dần. Em biết anh Dần từ lúc mà những cái năm đầu tiên em vào nghề. Và hai anh em cũng đã có dịp gặp nhau rất là nhiều ở những cái buổi ra mắt phim. Bên cạnh đó thì cũng gặp nhau rất là một lần ở Giấy Bếp ở Mỹ, Liên Hoan Phim Việt Nam tại Mỹ. Cho nên là cái tình cảm của hai anh em nó vẫn cái gì đó rất là hoài niệm và rất là xa xưa. Cho nên là khi mà anh Dần về Việt Nam làm phim và anh đặt vấn đề với em thì em rất là mừng, là bởi vì nghe đồn là bộ phim hành động, cứ nghĩ là mình sẽ được vào một cái vai hành động, thì khi mà gặp anh Dần thì anh Dần lại nhắm em vào một cái vai một người mẹ chịu thương, chịu khó, tảo tần. Mình xin anh Dần là anh ơi, em đóng vai nó nhiều rồi, giờ anh cho em đấm đánh đá được không?
anh nói là để cho em suy nghĩ hoài, xong rồi cuối cùng là vẫn cho mình làm mẹ. Dạ, một người mẹ lam lũ tảo tần thương con ạ. Dạ, xin biệt. Và chính quý vị là những vị khách mời, những vị khán giả đầu tiên của Kẻ Ẩn Danh, thì đạo diễn Đăng Trần có điều gì chia sẻ với mọi người hay không ạ? Dạ, Đăng xin cảm ơn mọi người đã tới hôm nay và thấy cuốn phim xem được và giải trí. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ đây thì Quang Huy cũng sẽ gửi tặng những bó hoa đến với dàn diễn viên của chúng ta ngay lúc này đang có mặt trên sân khấu, Phương Trang và diễn viên Mai Cát Vi. Vâng, xin được mời những bó hoa ngay lúc này lên sân khấu ạ. Chắc chắn là